Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường ở Hòa Bình và Điện Biên bị sạt lở. Dự báo mưa sẽ còn tiếp diễn tại vùng núi phía Bắc. Từ đêm qua đến sáng nay thì ở vùng núi và Trung Du Bắc Bộ đã có mưa to ở Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Yên Bái và Lạng Sơn. Dự báo mưa sẽ còn tiếp diễn từ nay cho đến sáng ngày kia ở Bắc Bộ. Tổng lượng mưa phổ biến từ 60 cho tới 120mm và có nơi trên 180mm. Từ ngày 8 tháng 8 thì mưa tập trung chủ yếu vùng núi và Trung Du Bắc Bộ. Mưa lớn nhiều ngày sẽ cần đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các vùng trũng thấp. Ngoài ra thì trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Vâng, trong các loại hình thiên tai nguy hiểm thì sạt lở đất diễn ra rất là nhanh và bất ngờ. Bà con nên chú ý tiếng âm thanh lạ trong lòng đất hay là nước suối từ trong chuyển sang đục thì đó là dấu hiệu sạt lở sắp xảy ra. Dạ vâng, và quý vị hãy lưu ý những cái dấu hiệu sạt lở để đảm bảo an toàn cho chính bản thân mình cũng như là những người thân. Và tại Trung Quốc thì ít nhất là 10 người đã thiệt mạng trong các đợt lũ quét tại thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc. Hiện tại thì tỉnh Hà Bắc đã sơ tán là 1,5 triệu người khi mà những cơn mưa xối xả tiếp tục trút xuống khu vực miền Bắc của Trung Quốc. Tổng cộng thì có 883 thị xã và thị trấn của tỉnh này đã bị lũ lụt, ảnh hưởng đến hơn 2,2 triệu người. Cục khí tượng tỉnh Hà Bắc đã ban hành cảnh báo mức cao thứ hai đối với các thảm họa địa chất, trong đó bao gồm cả lở đất tại một số quận của thành phố Bảo Định, khu vực cách Bắc Kinh khoảng 150 km. Các trận mưa xối xả lần này được đánh giá là có mức độ nghiêm trọng nhất trong vòng 140 năm qua kể từ khi cơ quan chức năng của Trung Quốc ghi nhận các dữ liệu về mưa. Là hai quốc gia có chung đường biên giới quốc tế dài nhất trên thế giới, Mỹ đang chịu tác động nghiêm trọng từ những đợt cháy rừng chưa có dấu hiệu kết thúc tại Canada. Bên cạnh đó, thời tiết oi nóng của mùa hè đang làm cho tình hình phức tạp hơn. Tuần qua thì nhiều tờ báo ở Mỹ đã có nhiều bài viết phản ánh về tình trạng này cũng như là đưa ra những khuyến cáo để hạn chế các vấn đề về sức khỏe từ khói cháy rừng. Phóng viên Hoàng Hải sẽ thông tin chi tiết qua phần điểm báo sáng nay. Xin kính chào quý vị. Năm nay là mùa cháy rừng nghiêm trọng nhất tại Canada. Từ cuối tuần này vẫn có hơn 1.000 đám cháy đang hoành hành. Trong đó 660 đám cháy được đánh giá là vượt tầm kiểm soát. Là quốc gia láng giềng, nước Mỹ đang phải theo dõi sát những diễn biến này. Theo CNBC, mùa cháy rừng năm nay được ghi nhận là tồi tệ nhất ở Canada, với hơn 13 triệu hectare rừng đã bị cháy tới thời điểm này. Những khu vực rừng bị thiêu rụi đang có diện tích tương đương như nước Bồ Đào Nha hay Hàn Quốc. Vài tuần gần đây, các cột khói từ hàng trăm đám cháy đã bao phủ nhiều vùng rộng lớn của đất nước, buộc hàng chục nghìn người phải đi sơ tán và gây ra cảnh báo về chất lượng không khí ở các thành phố phía Bắc nước Mỹ. Tờ Thời báo New York đang có hẳn một mục riêng để cập nhật chất lượng không khí và khói cháy rừng. Tình hình mới nhất cho thấy khói mù vẫn bao phủ nhiều khu vực ở Bắc Mỹ và tình trạng ô nhiễm không khí đang tiếp tục lan rộng từ hàng trăm đám cháy rừng khắp Canada. Hiện nay các bang miền Bắc của nước Mỹ đang bước vào nửa cuối của mùa hè, nhưng theo nhận định của các chuyên gia, nếu cháy rừng tiếp tục kéo dài có thể làm gia tăng cảm giác oi nóng và ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân. Tờ CBS News có bài viết với tựa đề "Mùa hè khói cần bảo vệ chính mình và những người thân khỏi ô nhiễm do cháy rừng". Tác giả bài viết cho rằng hiện nay dù đang ở Minneapolis, Mỹ hay Winnipeg, Canada, hai thành phố cách nhau gần 740 km, đều phải chịu ảnh hưởng của những đám khói cháy rừng không có biên giới, làm ô nhiễm không khí và tạo nên một mùa hè rất khó chịu trong lịch sử. Trong bài viết trên tờ Newsweek, bàn về tác hại của khói cháy rừng từ Canada với thành phố New York, tác giả cho rằng giai đoạn đầu tháng 6, khói từ những đám cháy rừng ở Canada đã nhanh chóng biến bầu trời thành phố New York thành màu cam cháy và gây tác hại tương tự như hút thuốc lá thụ động ở trong nhà. Đối với nước Mỹ, ở khu vực bờ Tây cũng đang xảy ra vụ cháy rừng với quy mô lớn nhất tính từ đầu năm. Các chuyên gia cảnh báo do tác động của biến đổi khí hậu, những đám cháy rừng và tình trạng khói mù như thế này có thể diễn biến phức tạp hơn trong những năm tới. Hoàng Hải, phóng viên Đài truyền hình Việt Nam tại Mỹ. Còn tại khu vực Trung và Đông Âu, một số nước cũng đang vật lộn với mưa lớn và lũ lụt. Mưa lớn đã gây ra tình trạng căng thẳng ở miền nam của nước Áo. Chính phủ nước này đã phải phân bổ kinh phí từ quỹ cứu trợ cho các vùng bị ảnh hưởng và đồng thời triển khai sơ tán người dân. Theo dự báo, thì tình hình thời tiết xấu tại quốc gia Trung Âu này có thể sẽ kéo dài cho đến ngày thứ Tư. Còn tại Slovenia, thì ít nhất 2 người đã thiệt mạng do mưa và lũ lụt gây sạt lở. Mưa lớn xối xả không ngừng đã khiến hàng chục nghìn người rơi vào cảnh mất điện và nhiều khu vực bị cô lập.
Người dân cần tuyệt đối tuân thủ việc điều tiết của lực lượng giao thông chức năng, không tự ý qua lại những khu vực có nguy cơ sạt lở và nước ngập để đảm bảo an toàn. Khuyến cáo này được Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an đưa ra khi trên một số tuyến quốc lộ các tỉnh miền núi phía Bắc như là quốc lộ 6 qua Mai Châu, Hòa Bình, Tuần Giáo, Điện Biên hay quốc lộ 4H qua địa phận Mường Trà, Điện Biên liên tục xảy ra sạt lở gây ùn tắc giao thông. Nhận định tình hình mưa lũ có diễn biến phức tạp, Cục Cảnh sát Giao thông cũng yêu cầu Cảnh sát Giao thông các địa phương xây dựng phương án phòng ngừa, giải quyết ùn tắc giao thông từ xa, kiên quyết cấm đường và không để người dân và phương tiện đi vào khu vực có nguy cơ ngập lụt và sạt lở. Ủy ban Nhân dân huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng đang phối hợp với các lực lượng cứu hộ tìm kiếm 3 ngư dân mất tích khi đang ra khơi đánh cá. Thông tin ban đầu cho biết là 3 ngư dân này quê Quảng Ninh, vào tối ngày 3 tháng 8 đi đánh cá trên tàu có số hiệu là QN3457 tại vùng biển Cát Hải, Hải Phòng. Và sau khi không liên lạc được với tàu, vào sáng ngày 5 tháng 8, gia đình đã trình báo với đồn biên phòng Cát Hải để phối hợp tìm kiếm. Và đến thời điểm này đã xác định được vị trí chiếc tàu bị sóng đánh vỡ, đắm và trôi dạt vào bờ kè khu vực biển thị trấn Cát Hải. Tuy nhiên, lực lượng chức năng hiện tại thì vẫn chưa tìm thấy 3 ngư dân mất tích và khu vực phát hiện tàu cá gặp sự cố thì có sóng lớn. Cơn mưa lớn kéo dài xảy ra vào 2 ngày qua đã gây thiệt hại về nhà cửa, hoa màu và một số tuyến đường trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Mưa lớn đã làm sạt lở đất đá, ta luy âm tại km 41+800 đường tỉnh lộ 129 thuộc bản Nà Kế, xã Hồng Thu, huyện Sìn Hồ, gây tắc giao thông. Trên tuyến đường này có nhiều điểm cũng đang có nguy cơ sạt lở rất cao. Tổng khối lượng đất đá sạt lở ở khu vực ta luy âm kéo dài khoảng 60m với khoảng từ 5.000 cho tới 6.000 mét khối đất đá. Cộng thêm địa hình và thời tiết khiến cho việc khắc phục tại điểm sạt lở trên tỉnh lộ 129 đang gặp nhiều khó khăn. Mưa lớn kéo dài cũng khiến nhiều tuyến đường ở Hòa Bình và Điện Biên bị sạt lở đất đá từ hôm qua. Nhiều điểm bị sạt lở, đá rơi, nước ngập gây ảnh hưởng đến giao thông và đi lại, bao gồm tuyến đường 446 khu vực ngầm Bãi Nai thuộc địa bàn xã Mông Hóa, thành phố Hòa Bình, tuyến đường liên xã Hang Kia, Pà Cò, Mai Châu, quốc lộ 6 thuộc bản Co Ngựu, xã Mường Mùn, huyện Tuần Giáo của tỉnh Điện Biên và quốc lộ 4H thuộc địa phận huyện Mường Trà, tỉnh Điện Biên. Cục Cảnh sát Giao thông đề nghị người dân khi lưu thông qua các khu vực trên tuyệt đối tuân thủ việc điều tiết giao thông của lực lượng chức năng, không tự ý qua lại những khu vực có nguy cơ sạt lở và nước ngập. Dự báo là từ hôm nay cho đến sáng ngày kia thì Bắc Bộ và Thanh Hóa sẽ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Hòa Bình, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái, Cao Bằng, Bắc Cạn và Lạng Sơn. Người dân ở những khu vực này thì phải lưu ý với những dấu hiệu sạt lở để không ảnh hưởng tới những cái di chuyển của mình cũng như là ảnh hưởng tới sức khỏe. Và ở điểm sụt lún trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông đang có diễn biến phức tạp. Vết nứt này thì chiều tối qua đã bị sạt trượt sâu gần 3m và có chỗ vết nứt rộng gần 1m. Và hiện tại thì có những đoạn đường đã bị tách và sụt xuống sâu từ 1 cho tới 2 mét. Một số địa điểm tại thành phố Gia Nghĩa đang tiếp tục xuất hiện các điểm sụt lún sạt lở đất khác. Ủy ban Nhân dân thành phố Gia Nghĩa đã đưa 16 hộ dân đến nơi an toàn và sẽ tiếp tục rà soát, khoanh vùng thêm 86 hộ dân vùng lân cận có nguy cơ bị ảnh hưởng. Hiện tại thì chính quyền địa phương đã tổ chức lực lượng trực, phân luồng giao thông, chống ùn tắc, bảo đảm cho an toàn cho người, phương tiện và tài sản của nhân dân khi đi qua khu vực này. Thì trước mắt thì giao chính quyền địa phương và các sở ngành là làm sao đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng người dân và sau đó là tài sản. Ngoài các công trình đường xá bị sạt lở ở Đắk Nông, Lâm Đồng, thì tại Đắk Lắk, công trình tuyến tránh trung tâm thị trấn Ea Drang có tổng mức đầu tư hơn 500 tỷ đồng cũng bị sạt trượt. Theo các chuyên gia thời tiết, khí hậu ở Tây Nguyên năm nay bất thường và dự báo tháng 8 và tháng 9, khu vực này vẫn hứng chịu những trận mưa lớn và dông lốc. Vâng, mà trước tình hình sạt lở đất sau mưa tại Tây Nguyên vẫn còn phức tạp, Thủ tướng Chính phủ ngày hôm qua đã chỉ đạo rà soát ngay khu vực có nguy cơ sạt lở, sụt lún đất, bảo đảm an toàn dân cư hồ đập trên địa bàn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ nếu thiếu trách nhiệm để xảy ra sự cố mất an toàn hồ đập gây thiệt hại đến tính mạng và tài sản. Do mưa lớn kéo dài gây sạt lở đất, tuyến quốc lộ 8 từ Lào lên gần cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh đã bị chia cắt. Và đến tối qua thì nhiều xe tải, xe khách, xe bán tải của người Việt đang mắc kẹt ở đây vẫn chưa thể di chuyển. Đoạn sạt lở ở đường được xác định ở đèo đất thuộc tỉnh Bô Ly Khăm Say của Lào, cách cửa khẩu Cầu Treo khoảng 80 km.
Các cơ quan chức năng của Lào hiện đang nỗ lực khắc phục để có thể thông đường trong thời gian sớm nhất và đồng thời khuyến cáo người dân lựa chọn tuyến đường khác để thay thế. Trạm biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đã báo cáo cơ quan chức năng và liên hệ với nước bạn Lào để tổ chức cứu trợ giúp đỡ những người Việt đang mắc kẹt trên đoạn đường sạt lở. Đợt mưa lớn ở miền Bắc hai ngày qua đã gây ngập úng và sạt lở tại nhiều nơi. Vậy thì diễn biến tiếp theo của đợt mưa này như thế nào và những khu vực nào người dân sẽ cần đề phòng nguy cơ sạt lở đất? Và để có thêm những cảnh báo chi tiết hơn thì chúng tôi đã kết nối điện thoại với chuyên gia Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia. Xin chào chuyên gia, anh có thể cho biết là diễn biến tiếp theo của đợt mưa lớn lần này sẽ như thế nào ạ? Vâng, theo cái đánh giá của chúng tôi thì cái hình thế gây ra cái mưa lớn ở Bắc Bộ cũng như tỉnh Bắc Trung Bộ là một cái rãnh áp thấp đi qua khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Và đánh giá được cái rãnh áp thấp này sẽ hoạt động mạnh trong khoảng 3 đến 4 ngày nữa. Vì thế từ nay đến khoảng ngày 8 tháng 8 ở Bắc Bộ, khu vực Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có cái mưa vừa, mưa to và có nơi rất to. Cái lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100 mm. Riêng khu vực Trung Du và vùng núi Bắc Bộ, nơi có cái tác động của rãnh áp thấp mạnh mẽ nhất, nên là cái lượng mưa sẽ lớn hơn, phổ biến từ 60 đến 120 mm. Khu vực vùng núi phía Bắc thì có nơi có khả năng có lượng mưa cao trên 200 mm. Và từ đêm 8 tháng 8 trở đi thì lượng mưa ở khu vực Bắc Bộ sẽ giảm dần và cái diện mưa nó sẽ thu hẹp lại, chỉ còn tập trung chính ở khu vực vùng núi phía Bắc Bộ. Và lượng mưa giảm xuống còn khoảng từ 30 đến 50mm nhưng vẫn còn hơi trên 100mm. Vậy thì với dự báo là mưa lớn liên tục nhiều ngày, vậy thì khu vực nào sẽ cần phải cảnh báo khả năng xảy ra lũ quét và sạt lở đất vậy ạ? Vâng, như chúng ta đã biết ở các tỉnh miền Bắc trong nhiều ngày qua đã có cái mưa lớn và còn duy trì mưa to này sẽ có trong khoảng từ 2 đến 3 ngày nữa. Với cái mưa lớn còn kéo dài như vậy, chúng tôi nhận định là những khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ là những khu vực có khả năng nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất cao. Như là ở Bắc Bộ thì khu vực Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Hòa Bình, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái, Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn đều là những vùng có nguy cơ cao và trượt lở đất. Còn ở miền Trung thì khu vực Mường Lát, Quan Sơn, Quan Hóa của tỉnh Thanh Hóa, khu vực Con Cuông, Kỳ Sơn, Quế Phong, Tương Dương của Nghệ An là những vùng có nguy cơ cao xảy ra hiện tượng lũ quét và trượt lở đất. Vâng, xin cảm ơn chuyên gia với những thông tin cảnh báo vừa rồi. Cơ quan chức năng Trung Quốc vừa công bố thống kê thiệt hại thiên tai trong tháng 7 vừa qua, đồng thời đưa ra những cảnh báo về mưa bão bất thường trong tháng 8 này. Vâng, và để có thêm thông tin chi tiết thì chúng tôi đã kết nối với phóng viên Thái Bình, thường trú Đài truyền Việt Nam tại Trung Quốc. Thưa anh Thái Bình ạ, những thống kê vừa đưa ra của Trung Quốc cho thấy điều gì về tình hình thiên tai của nước này trong năm nay? Vâng, thống kê từ Bộ Quản lý Khẩn cấp Quốc gia Trung Quốc, thiệt hại kinh tế trực tiếp do thiên tai trong tháng 7 vừa qua gần 41,2 tỷ nhân dân tệ, tức 5,74 tỷ đô la Mỹ, cao hơn thiệt hại của 6 tháng trước đó cộng lại. Nặng nhất là bão Doksuri, thiệt hại lên tới hơn 2 tỷ đô la Mỹ. Điều bất thường là ảnh hưởng của bão khiến một nơi ở quận Sương Bình, thành phố Bắc Kinh ghi nhận thiệt hại mưa kỷ lục 140 năm, hơn 744 mm. Nhiều nơi bị sạt lở, ngập lụt ở thành phố Bắc Kinh, khiến 11 người chết, hàng chục người mất tích. Một điều rất hiếm xảy ra ở địa phương nằm sâu trong lục địa. Hà Bắc lân cận cũng thiệt hại nặng nề. Trung Quốc có hơn 7 triệu người dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ trong tháng 7. Cơ quan dự báo thời tiết quốc gia Trung Quốc còn cảnh báo cao điểm tháng 8, lượng mưa ở các tỉnh Đông Bắc có thể tăng 50% so với thông thường. Ủy ban Quốc gia Quản lý về Giảm nhẹ thiên tai và Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Quốc gia cũng cảnh báo Trung Quốc sẽ đối mặt với nguy cơ thiên tai cao trong tháng 8 ở cả miền Nam lẫn miền Bắc. Dự báo có từ 2 đến 3 cơn bão đổ bộ vào Trung Quốc. Riêng phía Bắc sông Trường Giang sẽ hứng chịu nắng nóng và một số địa phương như là Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Hồ Bắc sẽ phải đối mặt với nguy cơ thảm họa địa chất. Tình hình thời tiết cực đoan trên thế giới năm nay nên Trung Quốc cũng xảy ra rất nhiều điều bất thường khi mà mưa bão không chỉ là nỗi lo riêng của các tỉnh phía Nam mà ngay cả ở các tỉnh phía Bắc. Một số địa phương cũng trở tay không kịp nên thiệt hại nặng nề về nhân mạng và tài sản. Hạn hán cũng lên mức kỷ lục và rộng khắp hơn. Trở lại trường quay. Cảm ơn phóng viên Thái Bình với những thông tin vừa rồi.